Tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2018, tuổi Tý. Thời điểm này thuận lợi cho việc đề đạt những sáng kiến của bạn với cấp trên. Điều này sẽ giúp bạn được cải thiện vị trí trong tương lai, sức khỏe tốt, trong mối quan hệ với bạn bè đồng nghiệp, nhắc bạn đề phòng những người thân thiết nhất. Tuổi Sửu, tương tự như tuổi Tý, bạn cũng dễ gặp thất vọng trong các mối quan hệ hiện có, bởi lẽ hiện tại có rất nhiều người cố tình che giấu ý đồ xấu để nhận được sự tin cậy của bạn. Chuyện tình cảm đôi lứa hài hòa, với sức khỏe hãy tránh xa khói thuốc lá nếu không muốn gặp rắc rối về đường hô hấp. Tuổi Dần, bạn dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa do căng thẳng và lo lắng thái quá. Tuy nhiên, trạng thái vật chất khá tốt, thu nhập ổn định. Dịp này, một mối bất hòa cũ dễ bị khơi lại, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Do đó, bạn cần phải hết sức khéo léo khi giao tiếp với tất cả mọi người. Tuổi Mèo, đây là ngày bạn có những cuộc gặp gỡ mới, làm thay đổi cuộc sống hiện tại. Những điều này có thể khiến bạn cảm thấy bỡ ngỡ, nhưng nó sẽ mở ra chân trời mới sáng sủa hơn. Không khí trong gia đình rất ấm cúng, những chuyến đi xa của bạn cũng rất thuận lợi. Tuổi Thìn, tránh mang theo nhiều tiền bên mình để không phải chi tiêu quá tay hay mua sắm những món hàng chất lượng kém. Bên cạnh đó, nếu đã kết hôn, khuyên bạn đề phòng nguy cơ say nắng một người khác, công việc suôn sẻ, đồng nghiệp tốt bụng. Tuổi Tỵ, dịp này bạn cần phải thận trọng với những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực tài chính, bởi lẽ những phán đoán của bạn hôm nay dễ mắc phải sai lầm, nhất là khi hợp tác hay đầu tư kinh doanh. Công việc của bạn khá tốt, tình cảm đôi lứa hài hòa. Tuổi Ngọ, nếu bạn kiềm chế được tính nóng nảy, mọi vấn đề phát sinh trong dịp này sẽ nhanh chóng tiêu tan, tình hình tài chính được cải thiện rõ rệt. Trong ngày, bạn có thể chứng minh khả năng của mình với cấp trên, đừng bỏ qua cơ hội hiếm có. Tuổi Mùi, sức khỏe của bạn không tốt do làm việc quá sức, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi để cơ thể phục hồi trở lại. Cuộc sống gia đình tràn ngập niềm vui của sự chia sẻ và thấu hiểu. Vào ngày đầu tiên của tháng này, bạn có khả năng quản lý tài chính rất thông minh. Tuổi Thân, bạn biết cách tổ chức cuộc sống nên mọi thứ đều tốt đẹp. Các kế hoạch quy mô lớn cũng thuận lợi và nhanh chóng có được kết quả như mong muốn. Với chuyện tình cảm, sự vội vàng khi mọi thứ chưa chín mùi sẽ khiến bạn phải hối tiếc. Về sức khỏe, đề phòng dạ dày bị đau do ăn uống thiếu kiểm soát. Tuổi Dậu, một người tuổi Sửu chính là quý nhân của bạn trong hôm nay. Vì thế, khi có bất kỳ vướng mắc nào cần trợ giúp hay muốn khởi đầu một dự án mới, hãy phối hợp với người này. Sức khỏe ổn định, trong chuyện tình cảm, các bạn còn đang yêu sẽ dễ dàng chinh phục người ấy. Tuổi Tuất, bạn có khả năng giải phóng bản thân khỏi những trở ngại kéo dài, và dịp này bạn có thể làm được những điều không tưởng. Mối quan hệ cá nhân không tốt do bạn không khéo léo khi ăn nói. Về đường tài chính, dự đoán bạn sẽ nhận được một khoản tiền khá lớn. Tuổi Hợi, xung đột có thể xảy ra ở tất cả mối quan hệ của bạn, do đó bạn cần phải khéo léo uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Tài chính dồi dào nhờ bạn có những quyết định khôn ngoan. Với sức khỏe, bạn nên che chắn đôi mắt thật kỹ để tránh tai nạn bất ngờ.